quê yêu dấu, sống tối cùng làm bằng ruộng đồng, coi giàu sang bạc tiền cũng như không, sống bình yên cũng sống làng yêu dấu. Anh hai lúa nơi quê tôi đó, tuy nhà nghèo vết lá cột siêu, mang tình yêu quê hương để chan chứa, đời nhọc nhằn tuy cực mà vui. Ai về miền Tây nghe biệt danh hai lúa miết vườn, sớm chiều cần lao, ôi mến thương làm sao. Vết nghèo cột xiêu nên tình yêu đâu dám mơ nhiều. Buồn hay ca giọng cố hay rau cùng đàn khúc nhạc tình quê. Anh hai lúa, quê hương ở miền Tây, tay lắm chân bùng cuộc đời bao gian khó, mưa nắng không màng sớm chiều cùng đông sâu. Nhọc nhằn tuy cực mà vui, lo cho cái đói cái no anh không màng. Ai về miền Tây nghe biệt danh hai lúa miệt vườn, áo bạc sờn dai nhưng sắc son thủy chung làm sao. Chính dòng phù sa ôi miền Tây tha thiết mong mà. Miền Tây tôi đó hai lúa miệt vườn mộc mạc tình quê. Miền Tây tôi đó hai lúa miệt vườn con sáu Lý Giao Duyên. Về bà lại nhảy tưng tưng lên. Nhưng mà bà lại chẳng ăn uống được gì, lại được lại được cái khổ. Chưa. Nhập đi làm chạo dừa. Đây là con gái bên tre Tiền Giang. Than khổ mà em nào không thấy đeo vàng cứ đỏ đây. Vàng có bẻ anh ơi. Anh ơi. Giờ đây giống vậy. Xe dầu dừa ra mình mà. Mày có tiền lẻ không? Không. Đi. Nháy cái là làm nháy rồi. Nháy nè. Nhảy đi chụp hình mới đẹp. Nhảy xuống. Ừ. Nhảy xuống đi. Bánh hết. Con cầm tay, con cầm chân. Có con không được biết nào đấy.
con nằm trên bao nhiêu người cho một mẹ. Mười nghìn đồng một cân, tức là 10.000 đồng một cân thì bố. Bây giờ sông này, cái này nó lên bãi đá tự nhiên, lúc nó vẫn còn nhiều, lên rất tự nhiên, phơi nắng cả bảy. Ăn hôm mình nó có ăn 10.000 đồng. Đi nè, đi chứ để không kịp. Ừ, cần. Ừ, phải. Chưa, mới có một, ôi đủ, kiếm được mấy rồi anh. Có cái gác cắm vào tivi không Thông? Đừng có lát về cắm vào tivi nhà mình mất một đâu tí về nếu mà không thì nếu có gác cắm cốt sang tivi cốt sang vi tính ừ. Mà có gác không? Không có gác thì về xem nhà có cái điện thoại vườn cái này cũng là đi đi sẵn đó à đấy có tôi có cái đâu đó khỏe khỏe ra mẹ hả cái này cá đầu tiên này chẳng có đâu có thay ăn mấy đâu. Mình chắc đầu tiên từ là bỏ ra 5 triệu. Chỉ có tôi không. Rồi. Rồi, nào đây là ngồi ngay thay đâu. Đây nè, món bên này trong nó phải ông xây nhiều cái cổng là nó tương tự như cổng Ngọ Môn của Huế á, là cái cổng đỉnh này nè. Đỉnh đắp bằng ấy này, mảnh sành này. Đó, có đấy này, có cái sự tích mà chùa vàng Dân Kiếm này này. Ông so sánh ổng là như là một vua ấy. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ông bắt khoái này. Đây. Ông mới rồi bây giờ 3-4 người đứng xung quanh trụ đỉnh này coi chụp lấy hình này này xem đẹp nè. Hôm nay phải chụp tích cực trong sang năm toàn nó đủ ý đủ ý nếu chưa chụp thêm lại sang năm nữa mình già mà rồi mà bác chịu già rồi. Khả năng chỗ này phải chụp môi rồi. Nghe có vẻ nước lại đang nguy hiểm lắm. Đây con đã nguyên làm cái nghe có vẻ là này. Hả? Một con rồng đi lấy cái biểu tượng 9 con rồng này nè. Đứng sao mà lấy được 9 rồng? Được 9 con. Này 9 rồng này. Lấy được hết rồi. Lấy được 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Rồi, kệ đi. Ừ, không kệ đâu. Đây, lấy 6 con đi. Thấu, đẹp. Đây mình là nhân tạo đấy chứ, phải không? Là bằng tay không? Rồi. Chứ nó
Đây, bên kia. Dọc lên trên cái đất. Ở bên này, bên kia, qua bên kia. Còn nhà đó không có gì nhảm nữa. Đầu mặt nó thì pha nhà nước chắc đứt lấy rồi. Làm việc nhà hàng ở Bến Tre bây giờ đó. Đầu tiên đó. Bây giờ bắt đầu nhà rồi. Bài thôi. Làm hát rồi bài cho thầy không? Đại Nam, Phước Sơn, Hà Nam. Cái này là trong miền Nam rồi. Bên này là miền Bắc Hà Nội. Đây là Cà Mau rồi. Đây là Cà Mau. Đúng, ông đã thiết kế kiểu. Tức là lúc đó là ông là ông này là đi học ở Pháp về đấy chứ không phải là. Miền Bắc là Hà Nội, miền Nam là Sài Gòn. Ông đã sẵn tiền chứ. Tức là ông này ông ấy đã có những ý tưởng là chinh phục thiên nhiên. Ông có ý định là ông sẽ đi vòng quanh trái đất, ông mới xây dựng một cái biểu tượng trái đất giả. Đó. Còn cái phi thuyền của ông á là ông ngồi bên trong mà ông bắt ba cái đệ tử của ông á kéo ông lên. Sau khi đi vòng quanh trái đất thì ý tưởng của ông sẽ lên mặt trăng và mặt trời. Đó. Tức là ở cái thời điểm đó là ông đã suy nghĩ đến những cái chuyện này rồi. Cái này mà ở mình mà ở sân kho làm cái này ha. Bà đứng ở hồ vận động mẹ khó khăn rồi mà cuối cùng mẹ này đắp chiến con này biết bơi tiền nhiều tiền lắm chiến lắp con này coi thường gì được làm cho cụ làm được đây sau phải bắt đền hợp tác rồi giá tiền cho cụ lấy đâu được mẹ một phương tiền hả nghe chị Phương ơi nghe là chị Phương alo dạ chưa ở đây là nước không à ở đây giờ nó vậy đó là cái đuôi cò ấy tại vì mấy ông có tiết kiệm ông bán ngoài quê ông nhờ phải xuống ừ như thứ hai ổng lấy lá cắt dụng bây giờ dục dòng hết cái sân tính ra là ổng cũng một vị là thiên tài lắm á giờ thiên tài đấy có một cái là ổng làm cái đạo của ổng là cái đạo của ổng á ổng nặng về thất tình lục dục tức là khi đã vào đạo rồi là con người nó trở thành như là gỗ đá coi như nhìn những cái chuyện đó là không có hưng phấn gì đó chứ không phải là như mình là nhiều cái tâm tu rồi đức tu gì á phải là như ngày mai về thì còn đi chơi nguyên ngày này còn đi rồi nhiều còn nhiều chỗ lắm chứ mẹ phải vào như thế thôi chứ không có biết nhiều quá mua cái loại là không phải pha cái loại pha chán lắm mua cà phê sữa thì chứ còn trắng đâu có là đen không chưa pha đường đen thì ông cũng phải đen thì trắng loại nào mà họ không khoa Nam Xuân 8 câu.